Tên Trần Phàm này lại làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Vũ, hắn lại dám cô nam quả nữ ở chung phòng với nữ đế, không biết có hiểu lầm gì ở đây không, quả thật lần này hiểu lầm lớn quá rồi. Không biết lý do phía sau là gì đây, sau khi Tiểu Vũ dùng khinh công bay về phía rừng cây, Tiểu Vũ ngồi xuống mà khóc thút thít, bỗng trong rừng xuất hiện ra hai người lạ mặt. Tên áo tím body 6 múi liền thắc mắc, kỳ lạ ngọn núi hoang dã này sao lại có tiếng nữ nhân khóc được chứ? Tên này tên là Liễu Tầm Hoa, bên cạnh hắn là Tiểu Đào cũng lên tiếng, công tử đừng dọa ta. Sau đó anh ta liền phát hiện ra Tiểu Vũ đang ngồi khóc trong bụi cây, đôi mắt hắn sáng như đèn pha ô tô, sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy ở ngọn núi hoang dã này chứ? Đáng thương thật, cô nương ở trên, tiểu sinh thất lễ rồi. Hắn liền ngậm bông hoa như Florentino, lộ ra body 6 múi cực đỉnh quyến rũ Tiểu Vũ, đêm dài rằng giặc, không biết tại sao cô nương lại che mặt khóc ở nơi này, tại Hạ Ngọc Thụ Lâm phong chân quân tử. Thương Khung Phi giao Liễu Tầm Hoa, nếu như có chuyện bất bình, cứ nói cho ta biết. Tiểu sinh nhất định không khoanh tay đứng nhìn, Tiểu Vũ mắt vẫn còn đang ưng ứng nước, cô nhìn hắn mà hạn hắn lời luôn. Không cần các hạ quan tâm, tiểu nữ tử cáo tử, mặt tên kia đúng sượng chân luôn, ôi con sông quê, hắn ta chưa chịu bỏ qua liền nắm lấy cổ tay Tiểu Vũ, khoan đã cô nương, ta đường đường là cường giả thánh cảnh, cho dù là ai bắt nạt cô, ta nhất định cũng giúp cô giáo huấn hắn. Tiểu Vũ bắt đầu khó chịu với tên điên này rồi, nàng ta nhăn mặt lại nói, ngươi hãy tự trọng, nếu không ta sẽ không khách khí nữa đâu. Lúc này không biết từ đâu Trần Phàm phi ra, đang đã thấy cảnh tên kia dám nắm cổ tay bạn gái mình, Trần Phàm lao vào đấm cho Phờ Lo một đấm hộc máu mồm, Thái Cực Lãm tức vĩ. Tên kia bị dòng khí mạnh mẽ này đẩy bay ra xa, hắn ta liền dựa vào gốc cây tự trị thương, không thể nào, một cường giả thánh cảnh như mình, kỳ kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng lại bị hắn đánh nát rồi sao? Đạo văn này đúng là quỷ dị thật. Trị liệu đối với mình không có tác dụng nào, Trần Phàm vẫn đang vận công chuẩn bị đánh tiếp liền quay sang hỏi Tiểu Vũ, Tiểu Vũ hắn không làm gì nàng chứ? Tiểu Vũ đỏ mặt xúc động, công tử, đúng là con gái mà, Trần Phàm vừa làm điều có lỗi xong giờ đã công tử được rồi. Bỗng từ đâu lão Trương xuất hiện mắng lớn, hai tên nghịch đồ, dám bát kính với Trần công tử. Chán sống rồi sao, còn không nhanh chóng xin lỗi Trần công tử và Diệp tiểu thư ngay. Vừa nói lão Trương vừa dấn đầu hai tên kia xuống, hai người họ biết đã đụng nhầm người liền lớn tiếng nói, Trần công tử, Diệp tiểu thư, xin lỗi chúng ta sai rồi. Trần Phàm chưa hiểu gì liền hỏi, lão Trương bọn họ là đồ đệ của ngươi sao? Vâng vâng, bọn họ vốn dĩ dự định đến gặp ta, mạo phạm đến Trần công tử rồi. Xin đừng trách, lão Trương toát hết mồ hôi hột với hai đứa báo đời, vốn dĩ muốn xem náo nhiệt. Kết quả phát hiện người gây chuyện là đồ đệ của mình, làm thế nào bây giờ? Hắn vừa nghĩ vừa sợ hãi. Sang phía Trần Phàm thì anh ta rất rộng lượng, nể mặt lão Trương một chút, bỏ qua vậy. Nghĩ xong, Trần Phàm liền nắm tay Tiểu Vũ rời đi, còn không quên nói, lão Trương, nếu đồ đệ của ngươi đến đón ngươi, ta không giữ ngươi lại nữa, Tiểu Vũ về cùng ta được không? Nhưng trong lòng Trần Phàm lại nghĩ, lão Trương là cao nhân ẩn thế, nhất định không thể giữ lại giúp mình quản lý xưởng rượu, chi bằng bản thân mình tự biết điều, chủ động đưa ra đề nghị. Lão Trương lòng như tan vỡ, trong mắt cao nhân quả nhiên không thể chấp nhận hạt cát, toang rồi. Sau đó là những tiếng bước chân rất nhanh của Tiểu Vũ. Khi Trần Phàm chạm vào cánh tay nàng, Tiểu Vũ liền đẩy Trần Phàm ra, Trần Phàm đã rén rồi nha, biết khi chị em giận là thế nào chứ? Tiểu Vũ mặt xám xịt lại nói, công tử, vừa nãy ta nhìn thấy quần áo của Khương Ngạo Hàn xộc xịch đi ra từ phòng chàng rồi. Trần Phàm đứng khua tay múa chân giải thích, nàng hiểu lầm rồi, Khương Ngạo Hàn chỉ là đến giúp ta tắm, à không, giúp ta rửa chân thôi. Nếu như nàng không tin, ta có thể thề, Trần Phàm ta ở đây xin thề, nếu như làm chuyện gì có lỗi với Tiểu Vũ, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Không vẫn chưa đủ, hãy để ta nhiều lần bốc thăm trúng thưởng không ra vàng, mỗi lần tăng cường trang bị đều sẽ bị nát. Tiểu Vũ liền lao tới chỗ Trần Phàm lấy tay bịt miệng hắn lại, công tử đừng nói lung tung, ta tin chàng là được chứ gì. Đúng là nữ nhi nghe thấy thể thốt là khoái lắm rồi đây, không ngờ đè Trần Phàm xuống bãi cỏ. Môi Tiểu Vũ chạm môi Trần Phàm luôn, Tiểu Vũ này có ý định từ trước đúng không, chứ không thể nào trùng hợp như phim thần tượng thế này được. Tiểu Vũ sau nụ hôn nồng thắm thì lại đỏ mặt như cà chua, nàng ta nghĩ trong đầu, đây không phải là cảnh được nhắc đến trong sổ tay tán tỉnh cha nam sao, mình nhớ ở đây có lẽ, không biết nàng ta đang định làm gì mà mò vô áo Trần Phàm rồi, cái này, sao lại cười không được. Chỉ thấy Trần Phàm cười hành động của Tiểu Vũ, công tử đang cười nhạo ta sao, ta chưa cởi đồ của nam nhân bao giờ thôi mà. Trần Phàm nói, Tiểu Vũ, ta muốn cho mọi người ở thôn địa cầu một kỳ nghỉ dài, vừa hay chúng ta cũng có thể ra ngoài du lịch một chuyến. Chỉ có hai người thôi, cảnh chuyển đến hoàng cung của Cửu Long Thành, nơi đây đang diễn ra tiệc rượu linh đình, nữ đế đại ý đang cùng các quần thần uống rượu chúc mừng các thắng lợi vừa qua. Lão Cầm liền lên tiếng tạ thánh thượng, xin bệ hạ hãy thừa thắng truy kích lấy luôn Trung Châu, xin bệ hạ hạ chỉ chúng thần sẽ một lần xông lên chiếm trọn Trung Châu về cho người. Nữ đế đồng ý, nhưng lần này cô ta muốn đích thân ngự giá thân chinh, nhưng hãy đợi sau khi kết thúc buổi tiệc rượu sẽ chỉnh đốn ba quân rồi xuất kích. Đang vui vẻ tiệc rượu thì cánh cửa không gian lại một lần nữa xuất hiện, Tiểu Vũ từ bên trong bay xuống, tất cả nghe lệnh của cao nhân. Chính Nhi cũng bất ngờ không kém khi thấy Tiểu Vũ xuất hiện ở đây. Công tử nói thu hoạch đã vượt xa dự tính ban đầu của người, nên thời gian tiếp theo mọi người hãy nghỉ ngơi một thời gian đi. Tiểu Vũ quay qua Khương Ngạo Hàn, còn nữa Khương Ngạo Hàn, ta có một vài lời muốn nói riêng với ngươi. Nữ đế mồ hôi nhễ nhại, cô muốn nói riêng với ta sao? Mọi người đều bất ngờ khi Tiểu Vũ xưng hô với Chính Nhi như vậy,
nhất là lão Cầm rất phấn khởi, đây mới chính là khí thế của nương nương chính cung, lại hoàn toàn áp chế được nữ hoàng bệ hạ luôn kìa. Cảnh chuyển tới nhà Trần Phàm, trên bầu trời xuất hiện thiên kiếp đại đạo, có lẽ lại có cường giả lên bậc thánh cảnh. Từ trong nhà tiếng gáy của Trần Phàm vang lên, bầu trời bỗng dưng quay trở lại sự yên tĩnh ban đầu. Tiểu Thất quỳ sụp xuống, không thể tin được đến ngay cả thiên đạo cũng đã bị công tử chinh phục rồi. Không biết rốt cuộc ca ca có bất ngờ gì mà Tiểu Thất không biết nữa đây. Ở một nơi khác cách núi Vô Danh không xa, ba thầy trò lão Trương đang thuê trọ ở đây để dưỡng thương cho Liễu Tầm Hoa. Bản thân của Liễu Tầm Hoa trọng thương rất nặng, có thể không được chữa trị kịp thời sẽ trở thành phàm nhân trong tương lai. Lão Trương trách móc, ngươi thấy chết vì gái nó tê tái thế nào chưa, đụng ai không đụng lại đụng ngay bạn gái của cao nhân, trong mắt của cao nhân không có cát bụi, hắn chính là khiến cho ngươi sống không bằng chết, nửa đời sau này liên lụy ta bị đuổi ra khỏi thôn địa cầu, đúng là xui xẻo mà. Tiểu Đào năn nỉ, sư phụ sư phụ, cách làm người của công tử cũng không biết đúng không, mặc dù Liễu huynh là người phóng túng nhưng là người rất có tình cảm, bây giờ hắn đã biết sai rồi, sư phụ hãy bỏ qua mà cứu huynh ấy đi. Lão Trương nhấp nhẹ ngụm rượu, hùng đến bây giờ ngươi còn giúp hắn cầu xin sao? Tiểu nha đầu, ngươi cũng là người có tình có nghĩa đấy, giờ ta cũng chỉ còn một cách cuối cùng. Đặt mắt ở trong thiên hạ, cũng chỉ có sức mạnh của cường giả đế cảnh mới có thể phá vỡ đạo văn của cao nhân, chúng ta phải đi Hoang Uyên một chuyến thôi. Ngay lúc này tại cung điện của Trần Thị, Diệp cô nương mời nói, nơi này chỉ có ta và cô nương, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Thế thì ta nói thẳng luôn đây, Khương tiểu thư, ngươi có biết người đã phạm phải một sai lầm lớn hay không? Tiểu Vũ liền nói ra chi tiết các lỗi của Khương Ngạo Hàn, Trần công tử cải trang thành người phàm, du lịch hồng trần, còn ngươi lại đi khắp nơi xây dựng tượng đá, sợ người khác không biết công tử là cường giả tuyệt thế, điểm này ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Chính Nhi liền phản biện lại ngay, đây là ta muốn tốt cho cao nhân, công trạng và thành tích của ngài có thể được truyền tụng muôn đời. Tiểu Vũ liền phản nam, quá ngu xuẩn, nếu như công tử thật sự hám danh lợi, sao phải đem vị trí thống nhất thiên hạ này để cho ngươi ngồi vào? Lúc này Khương Hạo Hàn mới thấy mình đang làm sai liền gấp gáp, bây giờ ta sẽ hạ chỉ, lập tức hủy hết những tượng đá này. Tiểu Vũ ở đằng sau đang dùng ngón tay thi triển một loại pháp thuật nào đó, nàng ta nói rằng, lúc thì xây lúc thì phá. Ngươi bảo người đời làm thế nào mà nhìn công tử nữa đây? Hóa ra pháp thuật lúc nãy biến ra một bức tranh chữ, đây là thứ mà công tử muốn ta đưa cho ngươi. Cách bù đắp lỗi sai chính nằm trong bài thơ này, ngươi hãy từ từ mà ngộ đi. Nữ đế đại ý cầm tranh chữ ngẫm một hồi lâu, sau đó ánh mắt cô ta sáng rực lên, hóa ra là như vậy, ta thật sự đã hiểu được thâm ý của cao nhân rồi. Tại thời điểm này ở nhà Trần Phàm lôi kiếp lại một lần nữa xuất hiện, và càng ngày càng gần nhà của Trần Phàm hơn. Tiểu Thất vẫn đang ung dung theo thùa, bên cạnh là Thanh Đế, thì ra hôm nay Tiểu Thất chính là người nhận thánh kiếp lần này. Lôi kiếp vừa xảy ra đó chính là dành cho nàng ta, bây giờ nó đang gầm rú và lôi đình xuất hiện, nhưng lôi đình đã bị ngăn chặn bởi trận pháp của Trần Phàm. Tiểu Thất biết khó tránh được lôi kiếp này, vì đây là luật của thiên đạo phải được ứng nghiệm. Sau đó Tiểu Thất liền nhớ lại những lời ca ca dạy bảo, nàng ta đứng ra thách thức với thiên đạo. Một thanh thiếp nhỏ cũng chỉ qua là như vậy. Tiểu Thất giơ ngón giữa về phía lôi kiếp, tiếp tục đến đây đi, không lẽ mấy tia sấm sét này dừng lại đấy chứ? Lẽ nào lại không dám xuống đây chơi với ta? Đúng là lôi kiếp cùi bắp, không biết liệu Trần Phàm có giúp được Tiểu Thất qua lôi kiếp này như những lần trước không? Bé thỏ này sẽ không sao chứ? Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.